Chào các bác nha. Hôm nay em thanh lý một con máy bơm nước của Mitsubishi các bác nhá. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản này, model của nó là GM132B. Đó. Các bác nhìn kỹ nhá, mình ra bằng sản xuất luôn. Con này động cơ 4 thì các bác nhá. 4 thì. Con này sao thanh lý thì máy vẫn nổ bình thường các bác nhá. Nhưng mà nghĩa là cái ga nó không được đều ấy, chẳng biết cách chỉnh như thế nào cả. Đấy. Bác nào mua về thì xài xài thực sự con này là em gửi về cho bố em dùng, nhưng mà thực sự các bác là chưa một lần nào là mang ra dùng luôn các bác nhá. Giờ bố em cũng bệnh nên là cũng không có làm bãi ấy. Đấy. Trước là mua về chủ yếu để bơm nước ở bên giếng khoan ấy. Bên cái chỗ nó hút lên xong bắt đầu bơm từ giếng ra ruộng, nhưng mà giờ không có dùng tới, không có dùng luôn từ lúc đó em gửi về luôn. Đấy, giờ em thanh lý cho các bác nào có nhu cầu. Con này nó hút 600 lít trên một phút các bác nhá. Đấy, 30 mét kìa. Đấy. Ống nó là 50. Ống của Cosin nhá, xà băng luôn. Đấy, máy móc của nó đầy các bác nhá. Động cơ 4 thì các bác nhá. Xăng. Đó. Này, máy nóc máy nóc miếc thì gọi là ok nhá. Đây là cái ống khói của nó. Đó. Nó còn nguyên cả cái đầu này luôn này. Đầu này mình siết dây vặn này. Đấy. 4 thì là cứ xăng là đổ vào chạy nhá. Này, Cosin, giá vâng. Đấy, em bán mức giá rất là hợp lý cho các bác nhá. Giá của nó là 2 triệu 800 ngàn các bác nhá. 2 triệu 8, bác cứ đi coi con này xong bác cứ quay về alo cho em. Đấy, với tình trạng là máy nổ nhưng mà cái ga nó không đều ấy. Đấy, bác về chỉnh lại nhá. Em thì thực sự không dành về máy nổ nhiều lắm. Đấy, em sẽ giật nổ các bác này nhá. Khi bác dần muốn giật nổ bác phải bật công tắc này, công tắc tắt mở này. Để một lúc là nó tắt. Đấy. Thì các bác về các bác sửa chữa nhá. Bác bảo dưỡng. Đó. Cái máy này đúng là nó rất là mới đấy các bác ạ. Con rùa và thỏ này. Cái ga này. Đó. Đó. Còn giật phát thì nổ ngay các bác. Nói chung là nó cũng vẫn nổ bình thường. Tắt mở để đây, bác tắt tắt máy tắt đây nhá. Đấy. Đó, 2 triệu 8 nhá, bán với hình thức là chuyển khoản các bác nhá. Đấy, giữ hàng, giá riêng em sẽ gửi các bác nhá, giá chưa bao gồm phí ship nhá, máy vẫn nổ bình thường hoạt động. Nó vẫn nổ đấy, đấy. Em có nói là nó mình ga nó không được đều ấy. Chứ còn máy móc thì ok, nguyên zin của nó thì không có đục phá gì hết các bác nhá. Các bác yên tâm tại vì con này em mua về nhà xài nên là máy nó rất là chất lượng các bác nhá. Cục bơm của Cosin 600 lít một phút, ok các bác nhá, thank you các bác. Còn bác nào khách quen nhá thì em sẽ giữ hàng các bác, còn khách lạ thì các bác chuyển khoản thì em hết nhá. Đấy. Giá chưa bao gồm phí ship 2 triệu 800 ngàn các bác nhá.